Ước gì em có thể gặp được một chàng trai ga lăng như thế. Sáng nay hai chị em vừa đến cổng công ty thì bên đường có một cái ô tô siêu xịn đỗ dịch lại. Ngay trước cái vũng bùn to đùng ấy, ở trong xe là một cặp tình nhân. Cô gái đang định mở cửa bước xuống xe thì chàng trai ngăn lại. Vậy là cô gái lại rụt chân lại. Rồi đột nhiên chàng trai kiếm đâu ra hai viên gạch để làm gì? Để lót chân cho cô nàng bước xuống đỡ bẩn giày. Ôi sao mà lãng mạn thế cơ chứ. Công nhận là lãng mạn, nhưng nếu chị mà là anh ta ấy thì chị sẽ bế hẳn cô người yêu lên, chứ còn kê gạch ấy nó chưa ăn thua. Ai cũng không vừa thôi, cứ ngồi mà tưởng tượng mấy cái chuyện phi thực tế. Đơn giản nhất là lùi cái xe lại xuống cái chỗ khô ráo sạch sẽ, thế là xong đúng không? Theo anh ấy, thằng cha này là thích thể hiện đấy. Đồng ý với đại ca là cái ông đấy thích biểu diễn. Thế nhưng mà anh có bằng cái lốp xe người ta đâu, nói nhiều. Khẳng định nhanh cho nó vuông ấy, là tất cả đàn ông trong phòng này không ai bằng một gốc của anh ý. Ai trai phòng mình cũng có người nọ cả người kia. Các bạn lại đánh đồng như thế mà. Chắc chắn có một chàng trai như vậy đang chờ em ở một nơi nào đó trên trái đất này. Con bé này, mấy cái ông ở bên ngoài ấy chỉ là bề nổi thôi. Em làm sao biết được cái sự thật phũ phàng nằm ở bên trong. Tất cả đều diễn hết. Chuẩn rồi. Tất cả nó chỉ diễn để lừa hai chị em ngây ngô thôi. Không bằng người khác là bày đặt bảo người ta diễn. Diễn mà qua được mắt phù thủy của tôi á. Thôi được rồi, để cho công bằng ấy, tôi sẽ đưa ra một cái trường hợp xem ba người giải quyết như thế nào, hơn những chàng trai lịch sự có thừa. Bà nói luôn đi. Vào một buổi sáng đẹp trời, trăng thanh gió mát, có một cô gái xinh đẹp đang dạo ở trên công viên. Từ từ đã, vừa vào đầu câu chuyện anh thấy bốc phét rồi. Buổi sáng đẹp trời gió mát thì có, chứ lấy đâu ra trăng thanh. Đúng không? Anh buồn cười nhở? Thì em nói như thế cho nó thi vị có sao đâu. Thôi rồi, một buổi sáng mà trời chói lóa, trăng không có mà gió thì hiu hiu. Bỗng nhiên một cô gái rất xinh đẹp đang dạo trên một con phố, rồi đột nhiên một thằng cướp nó cướp lấy cái điện thoại trên tay của cô ấy. Nếu mà là ba người sẽ làm gì? Nếu là tôi ấy, thì tôi sẽ nhảy phát lên xe, phóng đuổi theo, chặn đầu tên cướp. Anh cướp ơi, cho tôi xin lại điện thoại phát, rồi bình tĩnh đưa cho cô gái. Đấy, ga lăng chưa? Lại còn lịch sự cái tên cướp nữa, anh à? Còn nếu là tôi nhá, hôm đấy chẳng may mà có không đi xe, tôi sẽ chạy ngay đến một cái hàng bán hoa quả gần đấy. Thế là tôi vớ một quả bưởi to tròn, bóng mịn, mà phải là quả bưởi da xanh nhá. Đấy là cách để chọn bưởi ngon. Rồi tôi sẽ cầm quả bưởi phi một phát. Trúng tên cướp đúng không? Trúng tên cướp nó lại quá bình thường, chả có gì logic cả. Tôi phi một phát trúng vào cái bơm của ông vá xe bên kia đường. Cái bơm đổ ra, văng vào cái cột của hàng nước chè bên cạnh. Rồi cái cột văng xuống đường cắm thẳng vào bánh xe tên cướp. Các cụ gọi kế này là chọc gậy bánh xe. Rồi tên cướp ngã vật xuống đất. À, bị chính cái xe của nó đè lên, bẹp rúm. Tôi chỉ việc tiến đến, nhẹ nhàng nhặt cái điện thoại lên, rồi trao trả cho người bị hại trong niềm cảm kích vô bờ bến. Ga lăng chưa, ga lăng chưa. Tóm lại, dù có như thế nào cũng không thể ga lăng được bằng những chàng trai kiểu mẫu của bọn em đâu. Hai cậu kể chuyện xong chưa? Nana, em có bông ngoài tai không? Cho anh. Để làm gì ạ? Thì nghe hai ông tướng này ba hoa chích chòe, ngứa hết cả tai chứ làm sao nữa. Cậu Phan, cậu có biết tên cướp đi xe gì không? Đã là cướp rồi ấy thì không thể đi xe đạp được đúng không? Mà phi xe máy phóng nhanh vượt ẩu như thế, cậu đuổi làm sao được? Còn cậu Trung nữa, thế nhỡ chẳng may ngoài đường mà không có hàng hoa quả thì làm sao? Mà cứ cho là có hàng hoa quả đi, cậu cầm quả bưởi to mà xanh như thế, ném nhỡ không trúng cái bơm mà trúng cái ông sửa xe thì làm sao? Cậu lấy điện thoại ông sửa xe để đưa cô gái à? Toàn võ mồm lung tung. Nếu là anh nhá, anh chả việc gì phải đuổi theo tên cướp làm gì cho nó nguy hiểm. Anh sẽ từ từ bình tĩnh, tiến lại gần. Rồi việc đầu tiên anh làm là an ủi, động viên để cô gái đỡ sợ. Sau đó anh rút tiền ra, đưa cho nàng và nói với nàng rằng: bởi vì cầm tiền đi mua điện thoại mới đi. Thế là nàng yêu anh luôn, đúng không? Đại ca đừng mà chém, cái điện thoại đời mới biết bao nhiêu tiền, đại ca đào ra. Cậu yên tâm, đợi đến lúc mà anh gặp được tình huống như thế thì anh cũng giàu rồi, đúng không? Mà chưa hết đâu các em ạ. Anh ấy sau khi nói với nàng mua điện thoại mới, anh còn nói thêm với nàng rằng cái chỗ tiền thừa còn lại em nên mua một cái ô tô mà đi cho nó an toàn, lần sau ấy đỡ bị giật điện thoại. Thế cơ mà. Đại ca là số 1 đấy. Đã mất công tưởng tượng ấy thì không bao giờ phải có giới hạn, ông hiểu không? Chém gió là phải chém như thế. Tưởng tượng là tưởng tượng thế nào? Anh mà giàu anh làm thế thật luôn. Wow, ba anh ga lăng thật đấy. Nhưng mà cũng không thể nào mà bằng được cái chàng trai mà em sẽ gặp đâu nhở. Alo. Dạ vâng, em đây ạ. Em chào anh ạ.
Em chào anh. Sao chị? Nana, hai cái anh chàng mà chị em mình tâm tia lần trước ý, bắt sóng rồi. Rủ chị em mình đi chơi nhá. Trời ơi, chưa gặp thôi mà em đã cảm được cái sự ga lăng của hai anh ý rồi. Thích nhở? Anh ý mà rủ em đi uống nước thì em sẽ bắt anh ý phải bón nước cho em. Còn riêng chị nhá, đưa chị đi xem phim ý, là phải bế chị từ tầng 1 lên tầng 6 xem phim luôn. Chơi chưa? Hôm đấy mặc cái gì bây giờ? Phải không? Mua nhiều quần áo thế, định buôn hả hai em? Này, anh thấy bọn em buôn dưa lê là hợp lý nhất đấy. Đại ca hơi bị nhầm, từ thời học sinh nhá, em đã biết buôn bán rồi. Em dùng 50.000 để mua một gói kẹo thật to, sau đó em mang về em chia thành 10 gói nhỏ, đem đến lớp bán cho bọn bạn 5.000 một túi. Sau khi bán xong thì em lại có 50.000 để mua một túi kẹo mới, lại buôn, rồi lại bán, lại buôn, rồi lại bán, thế là giàu to. Em mà cứ buôn bán kiểu như thế thì lãi cực kỳ to luôn ý. Em buôn bán thì cứ mà hòa, trả lợi lộc gì cả. Như chị ấy này, đại ca ơi, hồi bé nhá, em đã biết kinh doanh mỹ phẩm rồi. Em có 100.000 em mua một thỏi son, em chưa dùng gì nhá. Còn bạn em thích mê, em bán luôn 100.000. Hôm sau em có thỏi son 120.000 luôn. Thế 20.000 ở đâu ra? Em bù. Em quá giỏi luôn ý. Buôn bán kiểu bọn em ấy thì lãi to luôn. Đương nhiên ý. Thôi kệ mấy lão ấy, đúng quần áo chị em mình mua hôm nay hơi bị chuẩn luôn nhỉ. Này, cái váy này chị mà mặc vào nhá thì đảm bảo ấy, mấy chàng trai kia cứ phải giữ chị liên tục vì sợ mất cái chứ. Chị nhắc em mới nhớ, em mà mặc cái váy đẹp này á thì đi đến đâu á đàn ông đánh nhau tại chỗ đến đấy. Mà có khi phải mua đồ bảo hộ mặc vào cho an toàn chị ạ. Ừ, đúng rồi, cho bỏ đánh nhau á, người xung quanh là hay bị dính trưởng lắm. Mà này, em nghĩ xem hai chàng trai của mình có tuyệt vời không ta? Ừ, có khi còn trên cả tuyệt vời chứ chị. Thôi không nghĩ nữa, đến lúc gặp mất hứng. Buồn chuyện cứ xoét dưới kia ấy thì nhiều chàng trai ga lăng tìm đến lắm nha. Anh chưa nghe câu chuyện tâm sự của bố Kiều Linh à? Chuyện gì? Hôm nọ em đi ăn sáng, em gặp bố Kiều Linh, mặt bác rất là lo lắng. Em liền hỏi: "Bác ơi, bác có chuyện gì thế ạ?" Bố Kiều Linh nói: "Kiều Linh nhà bác hôm qua có hai thằng đến làm quen, một thằng làm đạo diễn, một thằng làm kỹ sư. Mừng cho bà Kiều Linh." Em liền hỏi tiếp: "Chàng trai nào may mắn hả bác?" "Đạo diễn, vì con Kiều Linh thích thằng kỹ sư." "Thế là thế nào ạ?" "Vì thằng kỹ sư rất là trung thực, giỏi giang tử tế, rơi vào tay con Kiều Linh ấy thì hỏng cả đời. Còn thằng đạo diễn chả ra gì mới hợp với con bé Kiều Linh." Ông ăn đứng dựng rồi, ông thích bốc phét, ông thích dựng chuyện. Bình tĩnh đã chị, vào trong kia thử đồ mới đi. Đại ca ơi, em mượn phòng nhá. Ừ. Nhớ cái mặt đấy. Không thể nào mà để anh em mình thua mấy cái thằng xuất xứ không rõ ràng được. Ừ, thế phải làm nào anh? Đơn giản, bây giờ anh em mình phải tỏ ra là ga lăng. Ga lăng à? Ừ, thì ga lăng. Ga lăng. Sợ gì? Đứng lại! Em bê đồng đội đi đâu đấy hả? Mà con trai phòng em đâu hết rồi? Lại để em bê nặng như thế này. Đứa này anh bê hộ cho. Phòng ý tưởng bọn anh ấy, con trai ga lăng cực. Việc của em mà anh. Việc thì việc chứ. Những cái việc nặng nhọc ấy phải để con trai. Em đưa lên cho anh. Đưa. Em làm quen rồi. Ừ, thôi, cảm ơn anh ạ. Ê, ôi dồi. Đàn ông con trai của anh sinh ra là để giúp đỡ chị em phụ nữ những lúc khó khăn đúng không anh? Ừ. Thế em cứ để anh cầm cho. Em có khó khăn gì đâu, có lúc em còn bê nặng hơn đi chứ. Thôi, các anh để em đi làm. Ê, không được. Bọn anh mà để em bê đống giấy tờ ra khỏi công ty thì còn mặt mũi gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Không anh được. Ga lăng nhất, để anh bê. Không, cái gì? Tôi là trưởng phòng, tôi phải ga lăng hơn nhân viên chứ. Em ga lăng hơn. Em ga lăng hơn. Em, anh mới chính là người ga lăng nhất phòng ý tưởng. Anh mời em uống nước cho em đỡ mệt. Cái gì? Cái gì là cái trò gì đấy? Đây là giấy tờ của sếp tổng. Bây giờ ướt hết cả rồi, em phải làm sao? Làm sao giờ? Này, con trai phòng em ý để cho em bê là đúng rồi. Anh cũng nhận đâu, ga lăng làm cái gì? Đúng rồi đấy. Anh thấy ga lăng là toàn phá hoại thôi. Nhờ, em chẳng có ích gì cả. Đúng rồi, việc ai người ấy làm anh em xen vào cũng có hay ho gì đâu. Đúng rồi, ga lăng làm gì cả. Hay ho gì cả, không có việc gì cả. Đây rồi. Ui, chỗ này nhìn hoành tráng nhở. Chia chia đã thấy rợn ràng hết cả làng lên rồi ý. Chào em. Chào em. Ôi, lâu không gặp, hai em xinh quá. Thế tức là lần trước gặp không xinh ạ? Ông mẹ, ông nói như nào đấy? Lúc nào em đến trả tinh. Mà hôm nay gặp ngoài trời có ánh sáng thì trông khác thôi. Hai thôi nha, hai vào đi. Em vào đi, hai em vào đi. Cho em vào đi. Này này này, vào xem thử hai thằng điên kia nó ga lăng thế nào đi. Tất nhiên rồi đại ca, mình đến đây để làm thế mà. Nhưng mà đồ ăn trong này có vẻ đắt phết đấy anh ạ. Đắt à? Được rồi, anh sẽ nghĩ cách. Đi.
Cô em ngồi đi. Ok, ngồi đi em. À, mà ở đây hơi nóng nhỉ. Màn kịch ga lăng bắt đầu rồi đây. Chào các anh, các anh có muốn dùng gì không ạ? Anh còn phải chờ 5-6 người bạn nữa cơ. Khi nào họ đến, anh gọi đồ ăn sau nhá. Thế các anh có muốn chuyển sang bàn rộng hơn không ạ? À, thôi, không cần đâu. Bọn anh tí ngồi lên lòng nhau cũng được ạ. Anh à, tí nữa bạn anh đến thì lấy ghế ngồi sau. Em cứ sang bàn kia order trước đi. Dạ vâng ạ. Vô. Em chào anh chị ạ. Anh chị muốn dùng gì không ạ? Ủi, anh Hiếu ga lăng đặt rồi, em cứ xuống bếp trách đi. Dạ vâng, anh chị chờ em một chút ạ. Ông ơi, ông thấy ngồi đấy nóng không? Nhờ, tôi thấy hơi nóng không ạ? Này, hai em có thấy nóng không? Bọn em ngồi ngay dưới điều hòa, mát lắm. Mát à? Ông ơi, đổ. Này, hay là hai em sang bên kia đi, để bọn anh ngồi bên này thôi. Ôi, khác hẳn không ạ? Hai em có thấy khác không? Thanh toán. Thôi để tôi giả cho. Ông cứ để tôi. Dạ của các anh đây ạ. Chết rồi, tôi quên ví ở nhà lắm rồi. Đã vậy còn chính diện, đây tôi gửi cho. Ôi chết rồi ông ơi, tôi quên chưa bơm tiền vào ví rồi. Làm nào bây giờ nhỉ? Thôi được rồi, để em gửi cho. Vậy hôm nay hai em trả nhá. Lần sau anh mời hai bữa. Đưa nửa tiền đây. Đây ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Bọn anh cảm ơn nhá. Không có gì ạ. Dạ bạn các anh đến chưa ạ? Các anh đã muốn gọi món chưa ạ? Bạn anh à? Nhờ. Thằng này lại không đến nữa. Anh bực mình nó quá. Chả muốn ăn gì cả. Hai thứ muốn ăn không? Không. Thôi đi về đi anh đi. Đi về đi. Bực quá. Ăn thử đây sao? Này. Gọi taxi chưa? Em gọi rồi, đến ngay mà. Hai chàng trai ga lăng đâu rồi mà để hai cô gái đi bộ này? Đấy là việc của ông à? Tôi cho ao rồi. Nói nữa tôi đấm vào mồm ấy. Nói chung, ra 5F vẫn là ga lăng nhất. Cả anh cứ tự tin mà đàn gái đi nhá. Đương nhiên. Dài 5m là phải khét lẹt lẹt. Taxi. Này. Cái taxi này anh gọi trước, anh đi trước. Em gọi sau, đi sau đi. Đừng tưởng con gái là được nhường. Nghĩ gì? Đi. Chị, giới thiệu với chị nhá. Đấy là những chàng trai trong nhóm 5S Online. Ga lăng mà bự nhất cái đất Hà Thành ở đây chị ạ. Chị ơi. Chị gọi đi lên đây đi. Bọn em gọi trước, chị đứng đấy, đi sau.